Như xin chào cô chú anh chị mình nhé. Hôm nay thì Nhân sẽ tiếp tục giới thiệu cho cô chú anh chị mình hai nền đất, và hai nền này là hai nền liên kề luôn, và hai nền chỉ một chủ. Hiện tại là Nhân đang đứng trên một cái trục đường, thì nó giữa hai lóc, bên tay trái của Nhân là lóc C5 và bên tay phải là C4. Cái lòng đường mà Nhân đang đứng hiện tại là 6 m, và cái vỉa hè được một lợi thế là vỉa hè nó 3 m hai bên, thì tổng cộng là cái con đường của mình là hiện hữu là 12 mét thưa chú anh chị. Và cái lô đất của mình là nó nằm ở cái hướng tây tây tứ trạch luôn, thì khi mà cô chú anh chị nào mà mình thuộc công mạng tây tứ trạch là sẽ hợp với cái lô đất này. Và cái lô đất của mình á, với cái diện tích là ngang 4 mét và sâu vào là 19 mét, thì mình sẽ có hai lô, một lô mà cái vị trí đây nó sẽ từ cái mấy cọc này nè, cô chú anh chị, nó có ống nước sẵn nè, nó dài qua tới bên đây, nó có cái cọc luôn, nó tới cọc bên đây là 4 m, và tiếp tục từ đây mình đếm qua thêm 4 m nữa là 8 m. Thì hai lô đất này nó như thế này, ví dụ khi mà cô chú anh chị mình mua thì mình sẽ mua luôn hai lô, tức là bây giờ chủ kêu bán nhưng mà bán liền một lần hai lô thì mới bán. Chứ còn ví dụ như mình mua một lô lẻ thì chủ không có bán, nó kẹt là kẹt như vậy đó. Thì ví dụ như là ai mà mình sắp xếp đủ tiền á thì mình có thể là lấy luôn hai lô, còn nếu không là như thế này. Hiện tại là Nhân có một anh khách là ảnh là chủ của lô số 40, còn của mình là 38 39, thì ảnh đã chốt giá của Nhân rồi, ảnh lấy cái lô này, nhưng mà khi mà hỏi là chủ thì nó kẹt một cái là cô chủ là hồ là bán được hai lô mới bán, cho nên là bây giờ nó đang bị cái tình huống như vậy, cho nên là hơi ngưng lại chút xíu. Thì hai lô này chủ đang kêu bán là 970 triệu một lô. Thì ví dụ như là cô chú anh chị mình đủ tiền thì mình có thể là mình lấy luôn hai lô, còn nếu như mình không đủ tiền thì mình sẽ lấy cái lô bên kia, và cái lô bên đây là cái anh khách của Nhân, chủ của lô số 40 sẽ lấy luôn lô này, nó là như vậy, đúng không? Thì bây giờ Nhân xin nhắc lại nè. Lô đất mình là ngang 4 m và sâu vào 19, nó bằng với căn nhà bên đây nè, giống y chang căn nhà đây. Căn nhà bên đây là cũng ngang 4 và 19 mét. Thì nói một lần nữa để cho mình nhớ, nó nhiều khi mình quên. Tức là bây giờ là chủ sẽ bán một lần là hai lô mới bán, chứ còn một lô là không bán. Nhưng mà hiện tại là Nhân đã có một khách hàng chủ của lô số 40 lấy số 39 này, thì giá cả là ok hết rồi, nhưng mà kẹt một cái là anh không đủ tiền để lấy hai lô. Cho nên là ví dụ như cô chú chị mình thấy ưng hai lô này, mình có quyền lấy luôn hai lô, còn nếu không á, mình cũng không đủ tiền giống như anh này á, thì mình lấy luôn bên kia, nhường cái lô lại cho ảnh, thì lúc đó thì Nhân sẽ bán được hai lô này luôn cho cô chú chị mình. Nó là như vậy thôi. Và hiện tại thì với cái giá này thì nếu như mà cô chủ đất á, cũng nói với Nhân là ví dụ như giờ nếu mà con bán được luôn hai lô liền kề như vậy á, một lần á, thì cô sẽ bất lọc cho khách hàng một chút xíu. Nói về cái phần bất lọc thì khi mà cô chú anh chị mình mua thì mình liên hệ với Nhân, Nhân cũng sẽ liên hệ với cô để xem là cô bớt lọc được bao nhiêu cho mình đó. Thì hai lô đất của mình đã có sòm sẵn hết rồi, và chỉ cần mà mình mua thì mình sẽ công chứng sang tên liền luôn cũng được, hoặc là cô chú anh chị mình đặt cọc trước khoảng 50 triệu, còn cái phần tiền còn lại thì mình hẹn khoảng 1 tuần đến 10 ngày gì đó là mình sẽ đi công chứng sang tên. Thì cái lô đất này, cái vị trí đất này, từ đây mình đi ra tới ngoài trục chính TC5 á, là nó khoảng chừng 40 mét thôi. Thì khi mà ra được trục chính TC5 là mình sẽ di chuyển được tất cả các hướng, đi về đâu cũng được hết, rất là tiện lợi. Và từ vị trí này là mình có thể nhìn thấy công viên 7 cơ quan thế giới. Nó từ đây là mình nhìn thấy luôn nha cô chú chị. Tại đây nó vướng vướng cái nhà này một xíu á, thế mình nhìn xéo lên kia là thấy công viên 7 cơ quan luôn. Tính từ vị trí lô đất mình đi ra tới công viên 7 cơ quan thế giới á, thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 100 mét thôi. Rất là thuận tiện ha. Tại vì bây giờ cái xung quanh của cái khu vực này á, thì hầu như là cái hàng bán lại, thứ nhất là rất là hiếm, và thứ hai á, là cái giá nó cũng rất là cao, lâu lâu chỉ được một lô này, giống như không Nhân quay cái lô trong kia chút xíu nó cũng đã bán rồi. Bây giờ còn hai lô này thì ví dụ như cô chú chị mình sắp xếp được tiền á, hoặc là mình thấy cái vị trí này ok với mình, cái hướng tây này hợp với mình, thì cứ liên hệ với Nhân thì Nhân sẽ tư vấn thêm cho cô chú chị mình. Một là cô chú chị mình có thể là tự chạy ở đây để mình xem cái lô đất này, còn nếu không thì cứ liên hệ với Nhân, Nhân sẽ dẫn qua đây xong thì Nhân sẽ mình thấy ok đất rồi đó
nhân sẽ cho xem sổ đồng, sổ hồng. Còn thấy sổ hồng pháp lý đầy đủ rõ ràng hết thì lúc đó thì mình ok thì mình gặp chủ để mình thương lượng một chút lộc. Đó, chỉ vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi, Nhân cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú anh chị mình nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi được những video sau. Còn cô chú anh chị nào mình xem video của Nhân mà muốn ký gửi nhà đất tại dự án Cát Tường Hữu Sinh cũng như là nhà hàng đất tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì cũng liên hệ với Nhân luôn. Thì Nhân sẽ xuống làm một cái video như thế này cho cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880. Đây, Nhân cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình video sau.